Xin chào quý vị và các bạn cùng đến với vlog bóng đá của chúng tôi. Và ngay sau đây sẽ là những thông tin chính có trong bản tin ngày hôm nay. Thua vụ Declan Rice, Man City cũng chấm dứt theo đuổi tiền vệ mới. Man City sẽ chỉ cân nhắc ký hợp đồng với một tiền vệ mới nếu có bất cứ ngôi sao nào bị bán trong mùa hè này. Không loại trừ khả năng huấn luyện viên Pep Guardiola chỉ chào đón hai tân binh quan trọng trong mùa hè này. Arsenal đã đưa ra mức giá không thể từ chối lên tới 105 triệu bảng, kỷ lục chuyển nhượng mới cho một cầu thủ người Anh và cũng cao hơn mức định giá của đối tác West Ham đối với đội trưởng của mình, người vốn chỉ có một năm trong hợp đồng. Với động thái này, Man City cũng đã chính thức rút lui khỏi cuộc đua sau khi chứng kiến đề nghị 90 triệu bảng ban đầu của họ bị từ chối. Và theo Daily Mail, huấn luyện viên Guardiola cũng sẽ không chuyển hướng mục tiêu sang bất cứ một tiền vệ phòng ngự nào khác. Cho đến lúc này, về cơ bản, nhà vô địch Anh đã có được nhân tố xứng đáng thay thế vị trí mà cựu đội trưởng Ilkay Gundogan để lại bằng tiền vệ trung tâm Mateo Kovacic đến từ Chelsea với giá 25 triệu bảng hồi đầu tuần. Còn đối với vị trí tiền vệ phòng ngự trong tay nhà cầm quân người Tây Ban Nha, vẫn còn có Kevin Phillips vốn chưa phát huy hết tiềm năng sau mùa giải đầu đầy trắc trở ở sân Etihad và còn có một trung vệ John Stones luôn xuất sắc ở đó khi hoán đổi vị trí. Thay vào đó, Man City chỉ tập trung vào giải quyết những vấn đề trước mắt. Ưu tiên lúc này là hoàn tất nỗ lực chiêu mộ hậu vệ đa năng Josko Gadio, một đồng đội trẻ xuất sắc của Kovacic ở tuyển Croatia vừa có màn trình diễn ấn tượng tại World Cup 2022. Theo chuyên gia chuyển nhượng Fabrizio Romano, Man City và ngôi sao 21 tuổi này đã đạt được thỏa thuận cá nhân. Giờ chỉ còn chờ câu lạc bộ chủ quản của Anh là câu lạc bộ Leipzig đồng ý về mức giá. Đội bóng Đức muốn không dưới 85 triệu bảng với 78 triệu trả trước, đồng nghĩa kỷ lục thế giới mới cho một hậu vệ, vượt qua thương vụ Harry Maguire trị giá 80 triệu bảng của Man United. Tuy nhiên Man City hiện chỉ sẵn sàng đưa ra mức giá 68 triệu bảng. Tiếp đến là thu xếp vấn đề của các ngôi sao muốn ra đi như Bernardo Silva, Aymeric Laporte và Riyad Mahrez. Được biết, Bernardo Silva đang nhận được sự quan tâm từ câu lạc bộ Al Hilal của Ả Rập Xê Út cũng như câu lạc bộ Paris Saint-Germain. Man City vẫn chưa nhận được những tiếp cận cho trung vệ Laporte, trong khi Riyad Mahrez đang được câu lạc bộ Al Hilal theo dõi. Nếu những cái tên này đều rời đi, đặc biệt là Bernardo Silva, thì có khả năng huấn luyện viên Guardiola sẽ trở lại thị trường một lần nữa để tìm kiếm sự thay thế. Vẫn còn nhiều thời gian để Man City thu xếp khi huấn luyện viên Pep Guardiola tiếp tục lựa chọn cách tiếp cận nhẹ nhàng trong khởi động mùa giải. Các ngôi sao vừa tận hưởng mùa giải vĩ đại bằng cú ăn ba, chỉ đá trận giao hữu đầu tiên vào ngày 23 tháng 7 với câu lạc bộ Yokohama Marinos và sau đó 3 ngày là Bayern Munich đều tại Nhật Bản. Sau đó, họ di chuyển ngắn đến Hàn Quốc chơi trận cọ sát cuối cùng với Atlético Madrid tại Hàn Quốc. Thầy trò huấn luyện viên Guardiola trở lại Anh thi đấu trong trận đấu tranh Community Shield với Arsenal vào ngày 6 tháng 8. Man City sẽ làm khách tại Burnley ở trận đấu khai màn tại Premier League mùa giải mới. Họ cũng có trận tranh siêu cúp châu Âu với câu lạc bộ Sevilla tại sân vận động Karaikakis Hy Lạp vào ngày 16 tháng 8. 6 lần Man City khiến đối thủ mua đắt. Trước sự nhòm ngó của Man City, một đội bóng như là Man United hay Arsenal đều phải trả giá cao hơn để đạt được mục tiêu trên thị trường chuyển nhượng. Fred từ câu lạc bộ Shakhtar Donetsk sang Man United năm 2018 với giá 66 triệu đô la. Fred suýt sang Man City với giá 56 triệu đô la trước khi chọn đội bóng áo đỏ thành Manchester. Man United chấp nhận trả giá cao hơn 10 triệu đô la. Nhưng theo tờ Sun, tiền vệ người Brazil chưa bao giờ xứng đáng với phí chuyển nhượng và danh hiệu duy nhất mà Fred có được cùng với Man United là cúp liên đoàn mùa giải 2022-2023. Alexis Sanchez từ câu lạc bộ Arsenal sang Man United năm 2018 đổi với Henrik Mkhitaryan. Man United không mất phí chuyển nhượng cho vụ đổi Mkhitaryan lấy Alexis Sanchez, nhưng sự quan tâm của Man City khiến Quỷ Đỏ phải tăng lương cho tiền đạo người Chile lên tới 630.000 đô la mỗi tuần. Con số này gần gấp đôi mức 360.000 đô la mà Man City sẵn sàng trả. Alexis Sanchez là bản hợp đồng thất bại của Man United. Cựu ngôi sao của Barcelona và Arsenal chỉ chơi một mùa rưỡi tại sân Old Trafford, đá 45 trận và ghi 5 bàn. Tháng 8 năm 2019, Man United cho câu lạc bộ Inter Milan mượn Sanchez rồi giải phóng hợp đồng sớm một năm. Jorginho từ Napoli sang Chelsea năm 2018, giá 63 triệu đô la. Man City đạt thỏa thuận 58 triệu đô la với Napoli nhưng bị Chelsea hớt tay trên. Đội chủ sân Stamford Bridge chấp nhận trả nhiều hơn 5 triệu đô la. Giới chuyên môn đánh giá Jorginho là bản hợp đồng thành công của Chelsea. Tiền vệ người Italia chơi 213 trận trong 5 năm giúp Chelsea giành một Champions League, một Europa League, một siêu cúp châu Âu và một FIFA Club World Cup. Chelsea thậm chí thu về 15 triệu đô la khi bán Jorginho cho Arsenal vào tháng 1 năm 2023. Sau vụ mua hụt Jorginho, Man City chờ thêm 12 tháng để mua Rodri từ câu lạc bộ Atlético Madrid. Mùa vừa qua, đội chủ sân Etihad giành cú ăn ba. Chính Rodri ghi bàn trong trận chung kết Champions League, giành giải cầu thủ hay nhất trận chung kết và cầu thủ hay nhất mùa Champions League. Harry Maguire từ Leicester City sang Man United năm 2019, giá 98 triệu đô la. Man City theo đuổi Harry Maguire năm 2019, nhưng từ chối trả cao hơn 80 triệu đô la.
Man United giành chiến thắng với giá 98 triệu đô la, biến Harry Maguire trở thành hậu vệ đắt giá nhất lịch sử bóng đá. Nhưng trung vệ người Anh sớm trở thành bản hợp đồng thảm họa của Man United. Từ mùa giải 2021-2022, cựu sao của Leicester City thường xuyên phạm sai lầm. Trong hai trận tứ kết Europa League mùa giải 2022-2023, chính sai lầm của Harry Maguire khiến Man United thua Sevilla chung cuộc 2 năm. Quỷ đỏ đã muốn bán Harry Maguire để lấy chỗ cho cầu thủ mới. Cristiano Ronaldo từ Juventus về Man United năm 2021 giá 26 triệu đô la. Theo The Sun, vào tháng 8 năm 2021, Ronaldo liên hệ chặt chẽ với Man City. Không muốn huyền thoại gia nhập đối thủ cùng thành phố, Man United chấp nhận chi 26 triệu đô la để đưa CR7 trở lại. Chính cựu huấn luyện viên Alex Ferguson và nhiều đồng đội cũ đứng ra thuyết phục Ronaldo. Tuy nhiên, vụ chuyển nhượng không thành công như mong đợi. Mùa 2021-2022, dù Ronaldo ghi 24 bàn trong 38 trận, Man United rơi từ thứ 2 xuống thứ 6 ngoại hạng Anh. Quỷ đỏ cũng sớm bị loại khỏi cúp FA, cúp Liên đoàn Anh và vòng 1/8 Champions League. Tháng 11 năm 2022, sau cuộc phỏng vấn giữa Ronaldo và nhà báo PM Morgan, Man United quyết định thanh lý hợp đồng sớm. Declan Rice, Arsenal tranh mua với Man City hè năm 2023, giá 134 triệu đô la. Sau khi Arsenal đưa ra đề nghị 95 triệu phí chuyển nhượng kèm 19 triệu phụ phí cho Arsenal, Man City nhảy vào cuộc. Nhà vô địch châu Âu nâng phí chuyển nhượng lên 101 triệu, nhưng giảm phụ phí xuống còn 13 triệu. Không nản lòng, Arsenal tăng đề nghị lên 126 triệu phí chuyển nhượng kèm 7 triệu phụ phí. Theo tờ The Sun, Man City đã rút khỏi cuộc đua và Arsenal nhiều khả năng mua được tiền vệ của West Ham. Declan Rice là một trong những tiền vệ đánh chặn hay nhất thế giới hiện nay. Mùa vừa qua, ngôi sao 24 tuổi giúp West Ham giành Conference League và về thứ 14 ngoài hạng Anh. Với đội tuyển Anh, Declan Rice vào chung kết Euro 2021 và tứ kết World Cup 2022.